Bà ta sẽ không bao giờ để mày có thể có được điều mày muốn. Ui, ai vậy? Ai vậy mọi người? Cái ông đó là ai vậy? Đừng bỏ cuộc, bro. Hãy đi tìm cái crystal cha tôi đó hả? Cha tôi hay là cái ông đặc vụ cây vậy? Bà Bảy. Bà Bảy đâu để tóc vậy má? Bà Bảy đâu để tóc undercut? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy luôn á, đừng quay đầu lại á, đừng quay đầu lại á. Không, rọi đèn không có đứng lại. Rọi đèn bả không có đứng yên. Hình như là mình phải chưởng bả khúc này á. Leave me alone. Tôi chưởng bả rồi, tôi chưởng bả rồi. Bả đi chậm rồi, bả đi chậm rồi. Chết mẹ chưa, không có cửa để đi nữa mọi người ơi. Ủa sao Hiếu không còn cửa để đi nữa vậy? Ủa khoan nữa, sao không còn cửa để đi nữa? Không còn đường đi nữa. Không có thấy đường đi luôn á. Ủa mắt được phát kỳ vậy ta. Thông minh lắm thằng ngu là khen chưa. Không có thấy má ơi. Ủa có bông hoa trên đầu hả ta? Sao nãy Hiếu không thấy ta? Leave me alone. Tôi trưởng ba ơi, tôi trưởng ba ơi. Ba đi chậm, ba đi chậm. À đây đó hả? Lẹ lẹ. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi, làm ơn. Làm ơn, làm ơn, lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên bro ơi, chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên bro. Đây 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 đây. Ngõ này, ngõ này, ngõ này. Ok, tôi được cứu rồi, tôi được cứu rồi. Wow. Hay á, hay á. Tại sao tất cả bọn chúng đều kể về cha của tôi? Du du. Không, tôi không nhớ chuyện gì hết. Tôi không biết là tôi không, ở con Ron nói là không có bất kỳ ký ức gì về ba nó hết. Tất cả những gì tôi biết là ông ấy đã cố gắng bảo vệ tôi rồi chết. Đôi lúc tôi cảm thấy cái sức mạnh bên trong cơ thể của tôi, ủa, sẽ không có nếu như bố tôi không chết à. Tôi hy vọng là tối nhà làm bài tập, và đó là mỗi tối tôi cần làm. Tôi cần phải có đó để khỏi tôi và rời khỏi cái Brownie. Đôi lúc tôi cần có một cái afraid. Và tôi cố gắng kiểm soát sức mạnh này khi nói chuyện với mình. Có mẹ, có mẹ, có mẹ, cái đó là có mẹ. Tôi hy vọng là sẽ tìm thấy được cái sẽ có thể thấy được. À, nó mang mình đi ra ngoài đấy hả? Chúng ta đang có mặt tại đâu đây? Tôi dịch cho mọi người rồi đó. Mà tôi dịch lộn nước rồi. Tôi là cái thông dịch viên tiếng Việt mà. Tôi cảm thấy được cái mùi của gia đình. Và tôi cảm thấy được là mình đã từng ở đây rồi. Ờ, đúng rồi, nhà con Rô mà. Nhà con Rô khi còn bé đó, kiểm tra cái decoration, cái bữa tiệc của mấy đứa trẻ, là bạn cần phải cái decor to the living room nè, và cần phải tìm đến cái đang đi living room. Rồi có con Rô nó đang gọi một cái person in the student, study. Đây nè, cái dinner room nè. Nó trông thật là nhỏ. Thật là khó khi mà một ngày nào đó mà đứa nhỏ đó có thể được ăn rượu, uống rượu hả? Cái giọng nói này là cha. Giọng nói này là cha. Tôi nhớ tôi đã ở trong căn nhà này khi tôi còn là một đứa trẻ. Tất cả những gì mà tôi memory về cha tôi. Ủa, memory là cái gì ta? Con bé không thể tự mình bú. Bởi vậy chúng ta cần phải có một người cha bên cạnh giường. Ủa, what the fuck? Tôi dịch kỳ vậy ta? Con bé không thể bú nên là mới cần một người cha bên cạnh giường. Hãy tìm thời gian và nhìn xung quanh. Tận dụng thời gian và tìm xung quanh. À đúng rồi, memory là nhớ má kiếp.
Rose thật là một đứa biết lựa chọn ăn uống. Chắc có lẽ nó không bao giờ... Chắc nó thích ăn tình yêu của anh hơn hả? Ủa kỳ vậy? Sell cái đi, sell cái đi. Chắc ai mà hiểu về cái game này tôi dịch hồi cái không biết là đang coi cái gì luôn á. Ủa sao chạy lộn đường nó vậy cha? Thử có mở cái cửa này được không cái đã? Không mở được. Don't forget gì ạ? Đừng có quên nhìn cái up stand là cái gì ta? Đừng có quên nhìn tầng trên hả? Đây rồi. Ơi cái này là cái hộp nhạc nè. Đây là cái hộp nhạc này tôi cũng nhớ là hồi trước tôi có dịch hết một lần rồi, tôi có mở nó hết một lần rồi đó. Nè cái hình mẹ tôi nè, hình mẹ tôi đó. Mía. Mẹ tôi tên Mía. Ba tôi tên á Ethan. Còn bốc thăm có quà. Tôi biết nó là một cái trò đùa khi còn nhỏ để dành cho con bé. Nó thật là dễ thương. Em hy vọng là nó sẽ thích chơi với món đồ này. Trời ơi. Trời ơi. Chậm tiếng Anh á. Mấy món mà ai mà kiểu như cảm giác mà học tiếng Anh dở á, đăng ký học lớp thầy Hiếu nha. Thầy Hiếu dạy 3 ngày thôi cái nghỉ tiếng Anh luôn á. Không cần phải học thêm nữa, học đúng 3 ngày thôi không bao giờ học thêm nữa. My bathroom. Nè, hồi đó tôi nằm ở đây nè mọi người. Trời, tôi nhớ cái hồi mà tôi còn nằm ở đây á, là tôi nhỏ xíu à. Lúc đó là tôi chưa cai sữa mẹ tôi nữa, là mẹ tôi bị bắn về dưới đất mẹ. Trời ơi, con bé bò nhanh quá. Nó càng ngày càng lớn. Nhưng mà cái clip của nó vẫn nhỏ. Cái clip là cái gì ta? Nhưng mà cái clip của nó vẫn nhỏ là cái gì? Con bé chắc đã sẵn sàng để có thể ra bên ngoài. Em không tin là nó có thể làm cái cục đá. Hình như em không tin nó là chưa đủ cứng cáp chứ đúng không? Đây rồi. Ủa có máy tính mà xài không được hả? XE là locker. Vậy là Hiếu phải tìm chìa khóa rồi. Ta luôn hy vọng rằng nó có thể nhìn nó trông thật là vui vẻ. Look the carefully. Hãy nhìn một cách cẩn thận. Đồ. Anh ấy 10 điểm nhưng anh ấy dịch kiểu anh ấy 10 điểm nhưng anh ấy là Hiếu Lê Bà Lan. Cái tay của con Rô nhìn xấu à. Sinh nhật con nha Rô. Ta luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp cho con. Không có gì hơn, ta sẽ luôn ở bên cạnh con vào sinh nhật và ở bên chiếc bánh đó. Ta hy vọng con có thể đến ngày học từng ngày và đó sẽ là một trong những cái giấc mơ tệ của ta. Đó là điều cuối cùng trước khi cha đi ngủ. Cha hy vọng có thể ôm con và nói cho con nghe những chuyện mà diễn ra vào tối đó. Con là một điều kỳ diệu với cha. Rose không bao giờ quên điều đó. Không có ai yêu mày. Ủa, what the fuck? Michael. Michael. Ủa, con nhỏ này là Michael hả? Hai con nhỏ này mới chính là Michael vậy? Ủa cái con nhỏ mà luôn giúp đỡ mình là con nhỏ này luôn á hả? Hay là một con nhỏ khác vậy? Bất ngờ chưa? Đó là tất cả những gì mà mày đang tìm.
Nó không có ở đây. Đừng bao giờ. Tao sẽ cố gắng tìm. Ủa gì kỳ vậy? Oh fuck, sao nhỏ đi ra đó rồi? Tất nhiên rồi, không phải. Rồi đó, bây giờ hãy đi đi. Rất nhiều cái Dipper. Dipper, wow. Cô ấy không thể tin vào bất kỳ ai. Tại sao mày làm điều này? Không một ai yêu mày. Và khi mày chết, không một ai quan tâm. Tôi dịch sáng nghĩa luôn rồi đó. Mày đang nói về cái vấn đề gì vậy? Cho qua cái được không? Cho qua cái được không? Mở cửa đi. Ủa mấy đứa phát, sao nó không mở cửa được vậy? Nó mấy chị, mấy chị bỏ em ra đi. Rồi mấy chị tấm tôi xuống rồi. Hello bạn Ngân Lê nha, cảm ơn 75 sao của fan. Hello con Cẩm Tú nha, hello bà. Hello bạn Phúc Thanh nha, chào fan, chạy nhanh nhất có thể. Hiếu chạy nhanh lắm rồi đó. Hiếu mở cái bông hoa đó ra nhưng mà tôi vẫn bị bắt lại. Má nó lại gọt cho nữa. Chạy qua cánh cửa bên kia. Chạy qua cánh cửa bên đây nha. Sao tôi không sử dụng kỹ năng được ta? Mở cánh cửa bên kia nhanh lên, mở cánh cửa bên kia nhanh lên. Lẹ lên, bay đi. Chạy, chạy á. Ok, mấy bả đi chậm rồi đó. Chết mẹ chưa, nó khóa luôn rồi. Đồ con này khỏe quá vậy. Có chuyện gì vậy? Ồ, có máy sồn nè, Tại sao? Ủa tại sao lại có cái chuyện đó diễn ra ở đây? Nó nói gì vậy? Hurry à? Ôi trời ơi, cảm ơn. Bạn đã giúp tôi. Hãy cẩn thận. Be careful. Bạn chưa có an toàn đâu. Vẫn còn à. Evelyn. Con nhỏ lúc đầu trong cái phần này kia, đúng rồi. Tôi nhớ tên con bé đó rồi. Con Evelyn. Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Chúng ta chưa có thể ra khỏi đây hả? Có máy sell game không? You were about up one. Chúng ta cần phải tìm một cái gì đó. Không biết luôn. Find the Evelyn. Tìm. Ở đây rồi, có sức mạnh rồi. Hiếu đang có sức mạnh thêm á. Don't the panic. You gặp got it. Bơm máu vô. Sell game á, sell game ở đây á. Là bây giờ mình cần phải làm cái gì đó con nhỏ đó đó. Hình như là chắc mình phải đi kiếm cái xác của nó đó. Tối thui vậy. Rồi nhạc lên. Có nhạc là có đêm. À. Ủa sao tôi không làm được gì nó vậy ta? This way, lối này. Nó chỉ lối nào vậy?
mày mệt rồi đúng không? Mày mệt rồi đúng không? À ơi, it's the lap rồi, lap rồi. Nấp 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 nấp. Oh fuck. Ủa cái ngõ đi ở đâu vậy? Cái ngõ đi Hiếu chạy ra ở đâu vậy ta? Mình không mở cái cửa đó được. Hình như là mình phải chiến đấu với cái con nhỏ này á. Hình như là Hiếu phải chiến đấu với con nhỏ đó đó. Đúng rồi, hình như là Hiếu phải chiến đấu với nó đó. Watch your, cẩn thận cái step. Má dở thiệt, cái đó mình đâu có qua được nó đâu. Ủa còn một cái bông nữa hả ta? Còn cái bông nữa đâu, Hiếu không thấy hả ta? Còn một cái bông nữa ở đâu hả ta? Chứ đâu còn đường nào nữa đâu để đi. Không có đường để chạy nữa mọi người. Chạy lên cầu thang, đâu có đường đâu lên. Ở đó có cái tủ mà. Ở đó có cái tủ mà. Ở đó có cái tủ mà. Ở đó có cái tủ mà mọi người. Má thiệt tình vậy mà bị nó chưởng hất vô đây chứ. Cái cầu thang này làm sao lên được? Cái cầu thang này sao lên được? Oh shit, là lên được thiệt à.
You have me, bạn đã có tôi. Ok. Nó thở á, nó thở á. Over there, over here, ở đây. Keep the focus, tôi sẽ giúp bạn. Một phát ăn luôn, nice one. Mày đây. Evelyn. Không một ai yêu tôi cả. Bây giờ thì sao? Lùi lại. Con nhỏ này sao vậy ta? Cái con nhỏ này nó sao á? Tất cả chuyện này là lỗi của mày. Rồi mình phải chiến với nó rồi. Và ta sẽ không bao giờ để mày có thể có được điều mày muốn. Ui, ai vậy? Ai vậy mọi người? Cái ông đó là ai vậy? Đừng bỏ cuộc, bro. Hãy đi tìm cái crystal cha tôi đó hả? Cha tôi hay là cái ông đặt vụ cây vậy? Bà Bảy, mày xăm quá. Bà Bảy đâu để tóc vậy má? Bà Bảy đâu để tóc in the cut? Nghe trẻ quá. Idan đúng không? Trời, cha của con Rô á. Trời ơi là trời. Cha con Rô, cha con Rô. Rồi. Michael là ba tôi đó hả? Vậy là ngay từ đầu. Vậy là ngay từ đầu là ba tôi luôn giúp tôi luôn đó hả? Hay vậy? Hồi giờ ba tôi cút rồi. Rô, cẩn thận. Dad. He my dad. He saved me. Ông ấy bảo vệ tôi. Nhưng mà điều đó không có có cái giọng nói đó. Nhưng mà có cái gì đó không đúng. Đó là giọng nói của cha. Cha mẹ đâu? Cha chính là ba của tôi. Đừng từ bỏ con gái à. Hãy đi tìm cái đó đi. Cái crystal là cái gì không biết. Vì nếu là ông ấy, vậy thì ta có thể tiếp tục rồi. Bây giờ tôi cần phải tìm cái crystal. Rồi, ok. Rồi dừng lại cho đấy nha mọi người. Ủa sắp xong chưa? Cái là vậy là sắp xong game chưa? Còn lâu không? Nếu mà còn lâu thì mình để ngày mai chơi. Còn lâu mình để ngày mai chơi mọi người. Thôi, cho xong mẹ đi cho rồi. Mình dứt điểm luôn đi. Mình dứt luôn ngay game đang cuốn mà. Sale rồi đó má. Ồ, không còn đường đi nữa hả? À, đi bên này hả? Khoan đã, cái này là cái gì vậy? Ơ, một cái cánh cổng ba con mắt à? Ờ, tại sao nó có mặt ở đây vậy? Có đạn, à có súng hả? Ok. Rồi, có súng vậy là cho bắn rồi, nó có bắn lộn á. Hồi nãy giờ Hiếu không có để ý trên người của con này có súng. Cái phần trước nó cho mình chơi không có súng, phần này nó cho mình có nè. Oh fuck. Oh my god. Chuyện gì đang vậy? Bắn không tới. Chùm cuối rồi đó. Ai vậy? Hands up. Giơ tay lên. FBI open the door. FBI open the door. Ủa bà nào vậy ta? Bà nào vậy? Bà đi ngang qua luôn á. Vậy là chắc phải đi cái đường đó của bà. Để từ từ đây để coi có bỏ sót một cái món đồ nào ở đây không đã. Ok.
Mình full rồi, mình chưa có từng cần xài cái đó đâu, lát nữa mình xài. Rồi như ở đây á, chuẩn bị đại chiến ở đây á. Cái tiếng gì vậy? Mà Hiếu không có đạn shotgun mọi người. Ủa con nhỏ đó sao nhìn giống tôi quá vậy? Bà bảy nữa hả? Mày có thích né không? Mày có thích né không? Mày có giống mấy đứa né không? Giống mấy đứa né quá à. Né hết luôn. Má nó né hết đạn tôi luôn chứ. Cái zombie cũng là con người mà sao kỳ vậy? Ba viên vô đầu à, chỉ cần ba viên vô đầu à. Rồi thấy ghê quá. Zombie con ma cũng là con người mà. Có đạn không á, có đạn không đó. Cái gì vậy? Ơ, bà này nè. Có gì đó nó đang ở đây. Con mé nó bắn hụt hết trơn luôn á. Bắn hụt hết luôn á mấy cha. Để ai gài đạn sọc gân vô cái. Chuẩn bị chiến á. Ôi cái tiếng gì vậy? Tôi nghe tiếng cái gì á? Hết đạn rồi, hết đạn rồi mọi người ơi. Hết đạn của súng lục rồi, còn súng lục đạn còn có 9 viên à. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đạn súng lục đây rồi, 12 viên hay á. 12 viên nếu mà bắn giỏi thì mình sẽ giết được 4 con á. À, thiếu hiểu rồi. Mình phải bỏ sức mạnh vô trong cái kia kìa. À! Tránh xa tao ra, cút xa tao ra. Rượu mời tụi mày không muốn mà tụi mày muốn rượu nho ha. Ok, rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu nho. Mở cái cổng ra lẹ lên. Rồi mình đang đi vô trong cái địa đạo rồi đó. Bây giờ tôi nghĩ là tôi cần phải tìm ra cái crystal. Hiếu còn có 2 viên đạn của cây súng lục à. Chết rồi. Bắn vậy sao giết boss mấy má. Có thật sự là ổn không? Rồi nhà bơm nước luôn. Nhà đang bơm nước nha mọi người, nên hơi ồn nha mọi người. Nghe giống như tiếng mưa vậy đó, mọi người thông cảm nha. Ồ, là cái nơi này là cái nơi sản xuất ra con nhỏ này hả? What the fuck? Nhảy xuống luôn chết không? Ồ, giờ mới nhảy xuống lượm được 23 viên đạn. Lượm đi á. Đây rồi, cái máy sell game đây rồi. Đây rồi, đạn shotgun luôn á. Ô rồi chuẩn bị giết boss rồi, chuẩn bị đại chiến boss ở đây rồi chắc luôn á. Chứ không sao tự nhiên như không có cho nhiều đạn vậy được. Không kiểu nào mà nó cho mình nhiều đạn vậy đâu, không cho bơm mà. Nó không cho bơm mà. Ở đây vẫn còn màu đỏ là vẫn còn đạn á mọi người, mình đi kiếm ra một vòng nữa đi. Tới khi nào mà nó hoàn toàn màu xanh luôn á thì mới hết á. Rồi thôi kệ nó đi, hình như hết rồi đó. À, chúng ta cùng kiểm tra nha, chúng ta có 40 viên đạn súng lục và 25 viên đạn súng à đây. 23 viên cái kia, viên kia xanh rồi, cái map này màu xanh rồi là hết đồ rồi đó. Đi á.
Rồi, chuẩn bị đại chiến boss đó mọi người. Súng của tôi cũng có đạn mà súng tôi chỉ bắn trường hợp khẩn cấp thôi. Bắn mà chẳng hạn như gọi cấp cứu đồ này nọ đó. Có 2 viên đạn á. Bắn cái xịt bụng đó mọi người. Oh. Một cái tế đàn. Ở đây còn một cái gì đó. Ở trên, ở trên, ở trên. Đây rồi. Cái cục pha lê cho nó phải nằm ở trên cái chỗ nào mà có pha lê nhiều đúng không? Thì nó phải nằm trên đây chứ đâu. Đây rồi. Rồi boss chắc luôn. Đừng có cầm vô. Lấy được rồi đó. Có kích được kỹ năng không? Có kích được kỹ năng gì không? Nó đã hoạt động rồi. Ủa vậy có boss không vậy? Vậy em chưa? À, là cái cục này nó khiến cho con rô trở thành người bình thường. Một trong những cái điều mà con rô luôn mong muốn. Rồi xong. Xong rồi. Ồ cái bà Đức mẹ. Bà Đức mẹ nữa nè. Rô, ta đã luôn đợi con đó. Bà là của mẹ nào? Tên của ta là Miranda. Con đã đến đây bởi vì sức mạnh. Nó đã có quá nhiều cái để có thể bên cạnh con. Còn bây giờ, ta hy vọng là con có thể biến nó thành giấc mơ và khiến cho nó trở thành luôn là sức mạnh của... À, hồi trước con nhỏ rô này bị bà này yếm. Của ông ấy chứ không phải của ta. Ủa? Cái ông đó, cái ông ca đó là bà, là cái bà này à? Mẹ lừa vậy? Con rô bị bịp. My miss, miss Miranda from Resident Evil. Mọi người bình chọn cho Miss Miranda. Ôi ai vậy? Idan, thằng Idan vẫn còn sống kìa, ba tôi đó mọi người. Hắn không thể bảo vệ con đâu, bro. Không một ai có thể. Bro, Flail from Marina, chạy đi con, chạy đi. Chạy. Con chạy. Ba, đợi con ba. Ba đợi con với mà chạy nhanh quá vậy. Ba ơi, con bị kẹt, ba ơi. Get go. Ba tôi không đợi tôi, người ơi. Ba tôi không chạy nhanh quá. Ô, rồi xong. Rồi, đè con rô lồi. Lộn đè con rô què luôn rồi. Ta cần con tự tin cho bản thân của mình. Đó là lý do tại sao ông không nói. Dạ ta rất sorry. Ta rất xin lỗi vì đã bỏ con một mình. Nhưng mà ta cần phải tìm cái hướng gì đó. Và bây giờ ta đã làm được. Ok. No. Chạy ra đi ba. Rồi xong, tôi bị mít Ren Miranda bắt rồi. Tránh xa khỏi con gái tao đã. Wow, end game.
cái bà này dai quá vậy. Ơi, nó chọt ba tôi nè, nó chọt ba tôi nè, chọt cái lồi là không có chọt cái lồi ruột. Rồi bây giờ chỉ có lựa chọn đi tìm để tìm đường sống và đừng có quay trở lại. Rồi chạy đi. Ủa sao ba tôi làm gì kỳ vậy? Tự nhiên ba tôi ôm cái gì của bà lại kìa. Ta biết ta cũng yêu con, nhưng ta cần phải bảo vệ tính mạng của con nên là ôi cảm động quá à. Ra khỏi đây đi, ra khỏi đây đi. Đôi lúc game không chỉ no, nó không chỉ là trò chơi mà nhiều lúc nó cũng chính là game nữa. Rồi con rô hấp thụ sức mạnh, con rô bộc phá sức mạnh, rô đại chiến á. Rồi giờ là Mid Rô from Bình Chánh. Đừng lo cha, con lo được. Oh my god, no. Ơi mọi người ơi, tôi lại được nè. Tôi né được mấy cha ơi, tôi né được mấy cha ơi. Bây giờ ta sẽ đến rồi, mày đến hộ cái nè nè nè. Thấy tóc biến không? Dám giỡn với rô không mày? Dám giỡn rô không mày? Bắn mày lùi, 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 bắn mày lùi. Quá chậm nữa. Mày giết hộ tao cái, mày giết hộ tao cái. Tao né. Trời, tao né không kịp mày, tao né không kịp mày. Ơ, sao kỳ vậy? Né. Ủa cái bà này chơi chiêu bán sao vậy ta? Control. Nó kêu tôi control để làm cái gì đó đó. Ủa control là để trưởng á, kêu control để chặn sát thương chứ. Má control để chặn cái quả cầu đó đó. Mày chết mẹ mày tao. Này phải con em chứ, con em chết mẹ đó chứ em mà mấy chị. Này này, chặn cái cục này. Mày chết mày với tao. Tao chọi mày nè. Nó kêu chữ G để chọi nè mọi người. Mày đi. Con rô mạnh quá mấy cha ơi. Bú ra mẹ rụt. Né luôn. Từ từ, xài cái bông cái từ từ. Đợi xíu. Né luôn. Nó ở đâu vậy? Cái bà đó ở đâu vậy mấy cha? Né luôn. Ôi da, nó vẫn chọn được tôi. Bằng máu, chưa mất máu nhiều quá, Mày đi với tao, tao nói mày đi với tao. Ôi da, bằng máu, né. Hồi quá tôi né kịp cái cục đó mấy cha. À da. Mày lại gần đây. Mày giỏi. Ghê đó. Nè. Ghê đó. Ơ. Cái cục đó của tôi chống không kịp hả? Lướt á, tụi né. Né, mà né không kịp á, bà này bà khó chịu quá ta. This is...
Có đạn không? Có đạn dược gì ở đây không á? Má đâu tôi bấm không được. Má không né được cái gì nữa, không ghép được gì rồi, xong lại phải né nữa rồi. Không sao đâu mọi người đừng có lo. Tôi lo được, tôi lo được. Cái bài này tôi lo được, mấy ông cứ yên tâm. Không không đừng bắn nữa. Hình như là phải khống chế được bả mới bắn được bả. Oh shit, tôi né không được chứ. Ôi giời, bị kẹt. Oh shit. Hết máu rồi. Chuẩn đi mày, chuẩn đi. Hay á, mấy cái này cơ bản tôi né được á. Hết đạn rồi. How about this? Mày đi với tao nha, mày đi với tao nha. Mày đi với tao. Có đạn rồi mấy cha. Né chuẩn bị né. Bà đi đâu vậy? Né được. Bà biến thành một cái dạng khác rồi mọi người. Bà mạnh hơn rồi đó. Ôi da. Chết rồi, sắp chết luôn rồi. Ôi sẽ thục rồi hả? Nó kêu là mình bị hộp cái kia rồi. Có máu không? Ở đây không có máu à. Tay chân tôi cũng nhanh nhẹn chứ bộ, đừng giỡn. Má nè. Nhanh nhẹn nhưng mà có lúc không nhanh nhẹn á. Nữa hả? Wow. Mày trồi lên đây. À không có làm được cái gì bả lúc đó à. Bả sắp chết rồi mọi người. Rồi xong. Xong luôn ấy chứ. Ôi dạ, cái khúc này là bị cái gì đây? Cha tôi vẫn còn. À khúc này.
track her down. Đây đây, khúc này cha tôi đưa tôi sức mạnh cho. Ui trời ơi, đây rồi đây rồi đây rồi. Rồi mày đi, rồi 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 mày xong mày rồi, mày xong mày rồi, rồi rồi mày xong mày rồi, mày xong mày rồi, mày xong mày tao rồi. Ơi Kamehameha, so much power, you truly would have been the perfect vessel for my Eva. Bye bye nha Đức mẹ. Bye bye Đức mẹ. Eva. Bà đi. Hay quá, cha tôi còn sống luôn nè mọi người ơi. Cha tôi còn sống luôn. Oh my god. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con thật là con đã hạ gục được bà. Nhưng mà ta không thể có bên cạnh con được. Bây giờ ta chỉ có thể dẻo dỗi theo con là ta sắp chết đó. Ta rất xin lỗi vì không thể bảo vệ con được nữa. Đó là tất cả những gì cha làm đều là bảo vệ con. Không, không phải là bây giờ. Bây giờ là đến lúc con cần phải thay đổi. Còn ta rất xin lỗi. No, nhờ vào giọng nói đó mà khiến cho con biết được một chuyện. Con cảm thấy được là mình thoát khỏi ra đó. Và con hy vọng mình sẽ không thay đổi khi nói chuyện cha con mình đối mặt với nhau á. Cái mặt kế bên cái mặt. It's okay, không sao đâu, mọi chuyện ổn mà. Đôi lúc nó không chỉ là trò chơi đâu, mà nó còn là game nữa. Không phải là mơ mọi người, không phải là mơ, mà có thật, có cái nhẫn của ba nó. Nhưng mà nó vẫn hơi theo thiên hướng gọi là mơ đó. Ok, nice. Nice game, nice game. À, không uổng công bao nhiêu công sức chúng ta chờ đợi cái bản DLC của game Resident Evil phần ngôi làng này, hay quá. À, nó gấp lại cái câu chuyện kể khi nhỏ nè. Oh shit. Game này nó mở nó dính thế nhờ. À. Hàng gì cái khúc phần trước, cái cảnh nó quay cái cảnh này, con nhỏ này cười rồi. Cái khúc này con nhỏ này gặp cái đặc vụ nè. Con này gặp cái ông đặc vụ nè. Đây nó ra nó bỏ hoa cho ba nó. Nó ra nó bỏ bông cho ba nó. Khóc luôn đó má, nãy tôi khóc thiệt luôn á. Mà ông đổi cái phải không, đổi cái đổi xúc vật cũng biết khóc mấy cha. Ôi vậy mấy ông đừng tụi nữa mà cá sấu không biết khóc. Ai sau này tôi mới biết là nước mắt cá sấu có nghĩa là con cá sấu lúc nào nó cũng chảy nước mắt á má. Hay không? Có mấy lần mà có mấy cái con chim á mọi người, mấy con chim nó hay đậu lên cái con mắt của con cá sấu á, tôi tưởng là làm gì chả nay giờ là nó uống nước của con cá sấu á, uống nước mắt cá sấu. Tại vì nó bay xuống nước đâu được đâu, chết sao?
nên là nó mới đậu vô cái con mắt con cá sấu nó uống. Giờ mới biết. Ai chưa biết thì tôi nói cho mọi người biết á. I love you. À, hàng gì tại sao tôi nói là lâu vậy rồi mà chẳng lẽ à cái khúc này là con nhỏ này được nhận nhiệm vụ là đi trừ luôn nè. Tôi đã tìm được cô ta. Từ ngày này qua ngày đó, chúng ta cần cô Evelyn. Đừng bao giờ gọi cái tên đó một lần nào nữa. Đó chỉ là một trò đùa thôi, Rose. Tôi có thể cho cậu coi. Tôi có thể làm cho ông suýt cái gì đó đó. Ờ, khẽ cái gì không khẽ, tự nhiên khẽ Evelyn. Evelyn là cái con bé trong giấc mơ của con này đó. Mất dạy. Nó dám khẽ nhỏ này mọi người. Đừng làm cho tổ chức này nữa. Cô không thích ông ta à? Thằng này nói nhiều ghê. Má này phải con em chứ con em đấm luôn. Tôi biết. Ủa, hình như tôi dịch sai câu đó rồi đó. Cái câu đó phải dịch là gì á? Ok, nice game. Ủa mọi người có thấy cuối con đường có ai đang đi không mọi người? Nè, phía cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm. À, cái câu kia có nghĩa là ha, cô có biết là cô rất giống ông đó không? Có nghĩa là bà nó đó. Cái xong cái nhỏ này nói, ok, I know. Nice game, game hay. Không ổn công 300 mấy chục ngàn của tôi, hay nice, hay hay á. I've been cold for so long.